Alo, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở khu vực Chợ Lớn Sài Gòn nha. Còn 2 ngày nữa là chúng ta sẽ bước qua năm mới, chào mừng năm mới năm 2024 rồi. Tết Tây thì còn chưa diễn ra nhưng mà Tết ta bắt đầu đã có không khí trộn rộn rồi. Anh Nick đang có mặt trên đường Hải Thượng Lãn Ông nè. Ở khu vực này thì có rất là nhiều cửa hàng mua bán, thì họ rất là nhạy bén trong vấn đề bán theo mùa. Vừa rồi đó là mùa Giáng sinh thì trước cả một tháng rưỡi, 2 tháng là họ đã treo những cái đồ trang trí cho mùa Giáng sinh. Và bây giờ thì Tết Tây chưa qua đâu, với vừa qua ngày Noel thôi thì các cửa hàng ở đây đã bắt đầu là treo những cái đồ trang trí cho dịp Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch, Tết cổ truyền của Việt Nam rồi. Thì ngay sau lưng Nick đây thôi, của bác chị mình đã thấy là họ đã treo đầy màu sắc, đặc biệt là màu đỏ và màu vàng chủ đạo của dịp Tết á. Thì hôm nay đến đây Nick sẽ đi quanh một vòng khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông này, quay lại một số hình ảnh ở đây chia sẻ cho quý cô bác chị và các bạn cùng xem nhé. Và bây giờ mời cô bác chị và các bạn cùng theo chân với Nick, chúng ta đi dạo quanh đường Hải Thượng Lãn Ông, Chợ Lớn Sài Gòn nhé. Ở đây là số 257 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 13, quận 5 nè. Đây là shop Kim Phượng, gần kế bên chợ Kim Biên. Những câu liễn chào, những dây treo nè, những dây giả pháo, những câu chúc của mùa Tết ta. Những cái lồng đèn đỏ vàng treo đầy trên đây rồi. Rồi bắt đầu nhìn dài xuống con đường, dưới đây là cửa hàng nào cũng treo hết. Anh chị mình cùng đi theo với Nick là đi ngắm nha. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, thần tài đến tấn tài tấn lộc, đủ thứ kiểu hết nè. Những cái đèn lồng đỏ treo cao, rồi những sợi dây pháo để chữ chúc xuân kéo dài. Những cái dây giả pháo ngày xưa thì Nick nghe nói hồi trước cho đốt pháo đi đùng vào dịp Tết, nhưng mà nhiều vấn đề xảy ra, quá nhiều tai nạn liên quan đến pháo nên bị cấm từ rất là lâu. Nhưng bây giờ là Tết có những cái dây pháo giả thôi, nhưng mà trang trí nhìn cũng rất là hay, có không khí rộn rã. Bây giờ người ta làm những cái khung trang trí này là đắp nổi và có những cái có thể xoay chuyển động được, nhìn rất là hay. Đây năm nay năm Thìn, năm rồng nên là trang trí hình rồng nha. Cái này là phía sau có pin, nó có thể gắn rồi nó xoay được là một. Cái rồng này tới 4 lớp luôn nè. Ồ, đẹp quá. Vạn sự như ý, ông thần tài. Trời, đồng tiền vàng quá bự luôn. Rồi, những giỏ hoa mai, hoa đào, cái này tự mua về, tự trang trí tại nhà nè. Ở đây người ta bán sỉ không, cho nên là ra lựa mua thoải mái. Và trên những cái cửa hàng ở đây thì đa số là những người mua bán nhỏ lẻ ra đây mua đem về bán lẻ lại ở tại chỗ của mình. Dịp này là những người mua bán lẻ đó ra ngoài khu chợ lớn này bắt đầu rồi, đem về các nơi, nhất là những món lái ở tỉnh đó, lên mua đem về. Đóng kiện hàng, đóng thùng chuyển đi. Bây giờ thì khá thuận tiện, là chỉ cần order hoặc gọi điện người ta đóng gói chuyển hàng luôn rồi. Đó là nhiều khi ở xa cũng không cần tới tận nơi đâu. Alo một cái, cần hàng gì rất là dễ ha, họ chuyển về tới tận nhà.
chỗ này hai con rồng trầu với quả lông trâu màu đỏ nè. Còn người gần ở đây thích mua lễ gì đó tới tận nơi, thích cái gì đó rồi hỏi giá là mua thôi. Ồ, chỗ này quá nhiều rồng, trang trí đẹp quá. Còn những cái khung này hơi kiểu người Hoa một tí ha, nhưng mà những người Hoa thì nhìn những cái này rất là thích, đặc biệt là những cái nhà hàng, quán ăn hay là tiệm cà phê, quán cà phê của người Hoa thì cái này rất là phù hợp. Rồi những cái câu chúc nè, những dây liễu không, những quả pháo dài to đâu, rồi dưa hấu, bánh chưng, bánh tét. Wow. Rồi bao lì xì nữa, bao lì xì loại lớn, loại nhỏ, đủ mặt hàng đây. Ô, con rồng này đẹp quá nè, cái này cho trẻ con chơi múa rồng được, hoặc là treo trang trí cũng đẹp. Năm nay là năm rồng mà. Wow, rồng rồi, quá hay luôn. Ở đây là tiệm Vĩnh Thạnh số 225 đường Hải Thượng Lãng Ông. Tiệm này cũng bán quá trời đồ nè, bông hoa, hạt, dây chữ, rồi những dây treo. Ôi quá trời, đèn lồng nè, câu đối, câu liễn, hình rồng, con rồng, rồi báo giấy, rồi nè, câu chúc nhỏ nhỏ, loại nhỏ, loại lớn, cái gì cũng có. Rồi bao lì xì đó, bao lì xì các loại luôn đó, bao lì xì có chữ Hoa, bao lì xì có chữ Việt. Rồi màu đỏ, màu vàng là chủ đạo nha, cái này là may mắn nè, mà vàng kim, mà kim là tiền, đỏ là may mắn. Nhìn chung là chỗ nào cũng bán nhiều thứ, nhiều món giống giống nhau nè, bởi vì một loạt các cửa hàng ở đây là bán theo mùa. Tuy nhiên cũng có một số món nó khác, người ta có thể đi lựa chỗ nào thích được thì mua thôi. Ê, phúc lộc thọ. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Rồi xe vận chuyển hàng. Nói chung khu vực này là lúc nào cũng đông đúc tấp nập ngoài đường phố à, kèn xe in nổi, người người nhà nhà, nói chung đến đây là người ta đi mua bán rất là nhiều. Khu vực này là lịch nè, lịch treo tường. Cái đây là ngã tư Hải Thượng Lãng Ông với đường Phùng Hưng. Phùng Hưng là một con đường cũng rất là nhiều cửa tiệm có chủ đề buôn bán. Đây. Là chúc mừng năm mới vạn sự như ý. Rồi đến khu vực này cứ đọc mấy câu chúc này không là thấy Tết tới nơi rồi. Là thấy không khí nó rộn ràng quá chừng rồi.
Ai mà muốn hưởng không khí Tết sớm thì ra đường Hải Thượng Lãn Ông này, quả thật là bây giờ đã có thể nhìn thấy không khí Tết rồi. Lộc ý rồi gì như nước vào. Chúc mừng năm mới vạn sự an khang, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Wow, hàng về nữa nè, bây giờ giao hàng cho cửa hàng. Rồi đi mua hàng về trang trí đây. Nhìn lên cái liễn treo có câu chúc rồi mấy ông thần tài lúc la lúc lắng cái đầu miệng cười tươi, nhìn nó có không khí gì đó, cảm giác có cái sự tích cực, năng lượng nó tràn về. Mong rằng là sắp tới là dịp Tết này mọi người ấm no, có công ăn việc làm đầy đủ hơn. Mặc dù kinh tế thế giới đang khó khăn phải không ạ, Việt Nam thì cũng ảnh hưởng kinh tế theo, nhưng mà cũng hy vọng những cái niềm vui mới, những cái gì đó cho năm mới nó sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, phát triển tốt cho mọi người nhé. Bây giờ đi tiếp xuống khung đường Hải Thượng Lãn Ông ở bên phải, hồi nãy giờ mới đi ở bên tay phải thôi, còn bên trái kìa, đây màu sắc ở bên kia nữa, tí nữa nó vòng qua đó, chút nữa quay luôn cho cô bác anh chị mình xem. Ôi chỗ này bán những cái câu chúc đẹp quá, cái này làm bằng những cái mẹt bằng tre nữa, rồi trang trí lên câu chúc, rồi bánh chưng bánh dày, trang điểm thêm những bông hoa tươi thắm vào mùa xuân nè. Hồi cái này cũng rất là đặc sắc hay. Ở trên là khung quạt nè, khung quạt gió mát đem lại sự trong lành tươi mới cho đầu năm mới, trang trí những cái khung hoa lẵng hoa trên những cánh quạt này. Ôi đẹp quá. Rồi đây là ngã ba của đường Phạm Bân. Càng về gần tới bùng binh Phan Đình Phùng ở dưới kia thì đèn đỏ nên dòm xe cũng rất là đông quá. Rồi đi ngang mấy cái tiệm này ngắm tiếp thôi. Đồ trang trí mùa dịp Tết này nhìn mê quá. Mỗi mùa đều có nét riêng, nhưng mùa Tết cổ truyền thì lại có cái gì đó đó, tạo cái không khí, tạo cái trong lòng có gì sống sang lắm. Đây là đường Nguyễn An Khương. Nguyễn An Khương cũng những cái cửa hàng tấp nập đông đúc ở trong nè. Sâm bố già. Dừng chờ đèn đỏ đèn xanh.
tiệm này còn đặc sắc nữa. Ồ, quá đẹp luôn. Trời ơi, nhìn quý vàng mấy ông Lộc nè, ông thần tài chứ. Rồi lắc cái đầu. Wow, cái tiền vô may mắn tới nha. Chị cho em hỏi con rồng nó bao nhiêu tiền nha chị? 300 ngàn hả? Wow, đẹp quá nha. Con rồng đó có 300 ngàn thôi. Đây con rồng này 300 ngàn nè mọi người. Chế con thần tài này bao nhiêu vậy chứ? Cái thần tài này là? Cái này là hàng xịn 250. À cái này 250 hả? Cái này 150. À 150 với 250 hàng xịn đang là 250 phải không? Dạ, yeah, cảm ơn chế. Cái này là có đèn là 180. Cái này có dây đèn luôn hả? Wow. Cái này là buổi tối bật đèn lên rất là đẹp. 180 ngàn thôi nha mọi người. Còn mấy cái gì ở trên đây nè chứ? Con rồng 6 mét rồi. Ồ, con rồng 6 mét hả? Đâu? Ồ, trên nhà đó hả? Ồ, ok. Wow, con rồng 6 mét treo trên nhà kìa. Wow. Tiệm này là Hưng Lợi. Con rồng 6 mét luôn. Con rồng đó bán bao nhiêu vậy chứ? Cái đó 1 triệu. 1 triệu thôi nha mọi người. Con rồng 6 mét 1 triệu. Wow, dữ nha. Cái nhà nào lớn lớn tí treo con rồng đó hết xảy cho mùa hình năm mới. Ồ, hai con dưới này. Có điện, có điện. Cái này có dây điện bật đèn lên hả? Rồng vàng này quá dữ luôn nè. Wow. Ở trong là mấy cái lồng đèn kìa, bật đèn lên là lung lên luôn. Vô đi rồi đẹp nha. Vô đi thì chiều bắt đầu. Đúng rồi, nó ở đứt chiều vườn quá. Trời ơi, mấy cái liễn treo nè, hóa wow, đẹp luôn. Ngọt ở trong tiệm luôn nè. Em vô quay tí nha. Ở đây bán rất là dễ thương, mình thích vào xem, ngắm hỏi thì họ sẵn sàng cho mình vô xem thôi cũng được, không cần mua cũng được ha. Nói chung là người họ buôn bán ngoài khu vực này rất là dễ thương. Rồi bao lì xì đầy dưới đây. Rồi trong kho quá trời, trong nhà nè. Đây, khách hàng tới cũng hỏi mua bắt đầu lần lần rồi, nhiều lắm. Ồ, rồng treo đẹp quá đẹp luôn. Ai đi ngang cũng thấy không khí tràn về rồi, cũng ngoái nhìn vô. Và chắc chắn trong lòng mọi người đang có những cái điều mong muốn, điều ước nguyện gì đó cho năm mới không ạ? Tất bật với cuộc sống hàng ngày, tất bật với dịp cuối năm nè. Nhưng mà cũng đang suy nghĩ, chuẩn bị cho năm mới. Ôi, tiệm bên đây cũng quá trời luôn, có chú mèo may mắn nữa. Đi đâu cũng gặp ông thần tài lúc lắc cái này, chắc lát quay xong đến đi mua vé số quá, biết đâu lại may mắn quá.
Rồi ngay phía dưới kia đó là Bùng Binh Phan Đình Phùng nè, đường Châu Văn Liêm, Hải Thượng, Lãng Ông, một hướng về quận 8 nữa qua cầu Chà Già. Rồi bây giờ xe quá trời đông rồi, không hiểu sao buổi trưa lại đông quá trời. Buổi sáng giờ cao điểm thì không nói, bây giờ là cũng gần trưa rồi, xe và người nè. Nick quay tí cho bà con mình xem khu vực Chợ Lớn, khu vực Hải Thượng, Lãng Ông. Nói chung là mọi người đi ngang những cái cửa tiệm bán đồ trang trí dịp Tết này thì ai cũng ngoái đầu ngoái cổ nhìn, có vẻ là không khí Tết sắp về, còn tháng mấy nữa ai bắt đầu cũng nôn nao rồi. Thấy những cái này là trong lòng là thấy sống sang quá chừng rồi. Bây giờ thì nick qua bên đây đường rồi, đó là tiệm Đông Hoàng, 190 Hải Thượng, Lãng Ông nè. Và đây thuộc phường 14. Tết 2024, một cây quạt và hai tấm rèm che phía sau làm cái màn phom nè, một chùm đèn. Wow, quá đẹp luôn nha. Chỗ nào cũng treo đầy nhá, quá đẹp luôn. Rồi thì đi lướt lướt thôi, quay hết không nổi. Ô, ông thần tài mỉm cười tươi quá trời luôn. Cái này tài lộc dồi dào luôn, mua một ông này về để trong nhà đi mọi người ơi. Wow. Rồi mai nè. Rồi đào nè, họ làm những cái chậu mai giả này rực rỡ đẹp quá. Nhìn mấy cái mẹt bằng tre nữa này nhìn rất là hay, nó rất là thích luôn á. Ồ, đây nữa, trời, muốn đi lướt nhanh cũng không được. Nhìn ngang đó thôi là thấy không mê rồi, phải dừng lại tí xíu ngó nữa. Lại là tấn tài tấn lộc vàng vô đầy nhà. Chúc mừng năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Ơi, ở đây là con đường Tống Duy Tân, một con hẻm nhỏ thôi, bán các loại kim nút chỉ, đồ may vá nè, những phụ kiện thời trang. Ôi sẵn tiện đi vào vô đây một tí cho bà con cô bác mình xem luôn. Đây, những hạt cừa mà những kim nút dây nhựa đầy màu sắc, loại nào cũng có.
đây là cuộn chỉ hạt, rồi dây kim tuyến, các loại. Thôi ai tự làm, ai tự trang trí được thì vô cái thế giới này, tự mua về nhà làm, cái gì cũng có nè. Rồi còn già dưới kia, rồi thông ra phía sau của tòa nhà chợ Đại Quang Minh đó. Nhưng mà thôi, Nick đi tới đây thôi, Nick sẽ vòng ra trở lại đường Hải Thượng Lãn Ông nha. Bây giờ buổi trưa rồi, nhưng mà hàng hóa đi giao, người đi mua. À, bắt đầu là mua lẻ cũng tăng dần lên rồi. Thấy không khí sôi động à. Bây giờ còn chưa qua Tết Tây mà không khí thật sự là quá trộn rộn rồi. Một số tiệm khác nữa nằm dọc trên đường Hải Thượng Lãn Ông nè. Chỗ nào nhìn cũng thấy mê luôn. Có một vị khách Tây này nhìn vào cũng thích thú ngắm nghía nè. Ờ, hai ông bà luôn. Ông chạy vô trong xem không biết là hỏi mua cái gì rồi. Ở đây có đầu lân cho trẻ con chơi. Lân rồi ông đĩa. Ở này con nít chạy chơi được, đội chơi trong những ngày xuân về dịp Tết nè. Rồi bên kia là một dãy làm chìa khóa, các loại móc khóa, chìa khóa ở đường Phùng Hưng. Rồi bên đây là còn cái đình nè. Cái này ở Nhị Phủ này, chỗ này thì là chỗ gửi xe đó. Một số của bác anh chị hỏi là đi khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông muốn đi bộ thì ở đâu gửi xe được, thì chỗ này đây gửi xe hơi được, hoặc là gửi xe hai bánh đi vào cái bến này là gửi và đi thoải mái nha. Đó, rồi sẵn tiện là nếu có dịp thì vào trong tham quan ngắm tí chỗ Nhị Phủ Miếu này, một kiến trúc cổ của người Hoa tại chợ lớn cũng rất là hay nè. Những ngày sắp tới đây, càng về gần cuối năm thì chắc chắn sẽ có nhiều hàng hóa và nhiều đồ đẹp hơn nữa sẽ treo bán đầy ở trên con đường này. Rồi, video clip của buổi sáng ngày hôm nay chia sẻ những hình ảnh của khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông, chợ lớn Sài Gòn. Đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu có thời gian rảnh rỗi đi dạo chơi một vòng ở con đường này cũng rất là lý thú. Còn bây giờ Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác chị và các bạn trong những video clip kỳ sau nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy niềm tin, tràn đầy năng lượng để cho những ngày cuối năm chúng ta thiệt là tất bật với công việc và sau đó là có những giây phút thảnh thơi bên gia đình và người thân, chào đón những khoảnh khắc linh thiêng liêng của dịp Tết ta, dịp Tết cổ truyền. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý cô bác chị và các bạn trong những video clip kỳ sau nha. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.